Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Yu-Gi-Oh! Lưu Linh. Và mình là Thanh Nghe Di đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn hình cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì hôm nay thì mình đã có nghiên cứu một bộ bài mới cho Kai 3. Cái bộ bài này thì mình đã mua cách đây khoảng là mấy tập rồi ấy. Thì chúng ta sẽ xem qua cái bộ bài này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần chỉnh sửa bộ bài này. Mình vào phần Deck Editor. Và chúng ta sẽ chọn đến Kai 3. Đây là cái bộ bài mà mình mới sắp xếp cho nó. Đầu tiên thì cái bộ bài này nó sẽ là bộ bài gồm toàn những con rồng thôi. Hết là toàn con rồng. Có thêm một số con mình cho thêm vào. Ví dụ như con này mình cho thêm vào để cho nó đủ bộ bài thôi. Cũng không có gì cả. Thì cả con này nữa. Con hero nữa. Chúng ta sẽ có một số con. Đây là một con rồng công 2008. Và cái tác dụng của nó thì nó không thể nào mà triệu hồi bằng cách là tế được, mà chúng ta cần phải là đưa nó vào mộ, xong đó thì mới có thể là triệu hồi được nó. Đấy, anh em có thể hiểu nôm na như thế. Con này thì là một con Hieratic Dragon, một con người lai với rồng. Nhìn thấy rất là đẹp nha. Nó có 4 sao thôi. Và sức tấn công nó là 1700. Tác dụng của con này là khi mà bị chịu ảnh hưởng của các loại bẫy này, hoặc là trap card, hoặc là các cái loại lá bài hiệu ứng ấy, thì nó sẽ triệu hồi đặc biệt một quái thú hệ rồng từ tay hoặc là từ bộ bài hoặc là từ mộ, và sức tấn công và phòng thủ đều là không hết. Mình cũng không hiểu là nó triệu hồi để làm gì. Chắc có thể là dùng để tế chẳng hạn. Có thể. Tiếp theo là một con Exploder Dragon. Cái tên thì nó nói lên tất cả về thông tin con này rồi. Con này mà khi bị tấn công ấy thì nó sẽ phá hủy cái lá bài tấn công chính nó, như kiểu là một quả bom ấy, quả bom rồng. Đây, anh em có thể nhìn thấy là nó sẽ cầm theo một quả bom ở tay đây. Đây là Blue Eye thì anh em quá quen rồi, không cần phải giới thiệu làm gì cả. Đây là một con rồng sấm sét. Con rồng sấm sét này thì nó không có hiệu ứng gì cả. Nó chỉ có sức tấn công là 2500 thôi. Cũng có thể coi là con rồng khá là mạnh. Rồi, thì chúng ta nó sẽ cần bao nhiêu sao? 6 sao thì cần một lá thôi. Khá ngon đấy, mạnh hơn phù thủy áo đen. Phù thủy áo đen có 2400. Một Hunter Dragon, thợ săn rồng, rồng thợ săn. Không hiệu ứng và 1700 sức tấn công. Thông thường các bộ bài của cái ba ấy, sức tấn công của những con quái thú đều rất là cao. Bộ bài này công còn không được cao cho lắm đấy, còn là mức trung bình thôi. Advanced Zone, cái này thì cái hiệu ứng của nó khá là phức tạp một chút. Cái hiệu ứng này chúng ta là có thể lựa chọn được một trong ba cái loại tác dụng này. Mỗi khi mà chúng ta như kiểu là vứt lá bài đi hay sao ấy, vứt lá bài vào mộ phải. Nếu mà một vứt một lá thì nó có thể là tiêu diệt cái lá bài mà đối phương đang điều khiển này. Hai lá thì rút thêm một bài. Và ba lá thì chúng ta sẽ thêm một quái thú từ ngôi mộ lên tay. Tiếp theo là một con Advanced Fox. Cái con này thì chúng ta có thể làm bằng cách là chúng ta có thể tế như kiểu là tế một con lá bài 5 sao hoặc là cao hơn để triệu hồi ra một quái thú 7 sao hoặc là cao hơn. Có nghĩa là rồng trắng mắt xanh chỉ cần một con có thể là sẽ triệu hồi ra được. Đấy. Bình thường là rồng trắng mắt xanh sẽ cần hai lá. Nếu mà dùng lá này thì cần một lá thôi. Lá này là một cái Dragon Chisua kho báu rồng. Lá này thì nó tăng sức tấn công 300 và sức phòng thủ 300 cho quái thú hệ rồng. Một lá bài Tyrant Wing, cái đôi cánh phát sáng, anh em nhìn thấy không? Đây là con rồng này, đây là đôi cánh này. Nó sẽ tăng ngay cho một quái thú hệ rồng 400 sức tấn công và sức phòng thủ. Lá bài mà được trang bị cái này ấy, nó sẽ có thể tấn công được 2 lần quái thú đối phương. Và sau khi kết thúc thì lá bài này sẽ tự hủy. Tác dụng của nó thế. Dragon Rabbit, con gì đây? Con rồng à? Cũng là con rồng đúng không? Như kiểu là vụ nổ nhỉ? Chúng ta sẽ làm sao đây? Ok, chúng ta có thể là triệu hồi đặc biệt một quái thú hệ rồng từ tay hoặc là từ mộ này. Chúng ta như kiểu là banish, có nghĩa là khóa đúng không? Trục xuất lá bài hệ rồng mà bạn điều khiển để triệu hồi ra một con quái thú. Dùng để triệu hồi ra cái con Flagrant Dragon đây. Cuối cùng là một cái lá bài Atlas. Atlas lựa chọn một quái thú ở trên phần sân và gửi nó vào mộ. Tăng cái lượng máu có những điểm gốc của mình ấy bằng số tấn công của quái thú đó. Rồi thì mình sẽ thử chơi bộ bài này nhá.
Theo mình thấy thì bộ bài này cũng hơi khó đánh một chút. Nào, chúng ta sẽ chơi một chút đấu với cái thằng này xem. Hôm qua vừa đấu xong. Tiếp tục đấu nào. Nó cấp 10. Nhìn chung nó sẽ có một lá bài là Pumpkin the King of God thôi. Con này thì nó 6 sao và 2004. Caster 920 mà thủ 1900 bao nhiêu ấy. Bộ bài này nhìn chung cũng khá là khỏe đấy. Theo mình thấy Watchish Style, hôm qua mình hạ gục một cách khá dễ dàng bằng bộ bài Elemental Hero. Hôm nay thì không biết sử dụng bộ bài rồng của Kaiba sẽ thế nào đây. Chúng ta sẽ chờ xem. Và mình sẽ vào trận nào. Tiến lên nào. Ok. Đối phương sẽ triệu hồi ra một con con này là con ma, con thần chết. Rồi thì mình sẽ có một con lá bài là Heretic Dragon. Trời, 1700 sự tấn công. Tiến lên. Ok, đã có mặt. Tấn công. Đẹp chưa anh em? Đây là một con người rồng. Người lai rồng. Tiếp tục là đi. Cái thằng Bon này nó đang là trong cái event quest, nên mình sẽ làm để được thưởng lá bài. Một lá bài nó sẽ được triệu hồi đặc biệt thì phải. Theo mình nhớ không nhầm, nó sẽ triệu hồi đặc biệt một lá bài. Wow, cái mộ gì kia ta? 700 à? 700 sơn công. Sao toàn quay thu yếu này? Đánh đấm cái gì? Lên, mình có Heretic tiếp theo. Mình sẽ dùng lá bài này tế nha. Để mình sẽ triệu hồi ra con rồng này. Wasten Dragon, một con rồng sấm sét. Chúng ta sẽ dùng Heretic và tế lá bài này. Triệu hồi ra con rồng sấm sét nào. Wow, đẹp chưa? Cùng với đó là mình sẽ kích hoạt lá bài kho báu của rồng, tăng sức tấn công cho con rồng mới này. Áp dụng, chúng ta sẽ confirm vào nó. Sức tấn công sẽ lên là 2800. Và chúng ta sẽ tấn công cái thằng tử thần này. À không, không phải tử thần nữa rồi. Nó là một cái bàn tay. Bàn tay từ mộ. Trời ơi. Đánh đi em. Thoải mái nhá. Con rồng sấm sét của mình là cực khỏe. 2800 rồi. Tiến lên, mày có lá bài nào không? Pumpkin thì cũng ra đây thì cũng chịu thua thôi. Ok, lại một con ma. Nhìn trông tởm lợm vãi. My turn. Rút bài Hunter Dragon. 1700. Triệu hồi Hunter Dragon. Anh em có thể nghe thấy cái giọng nói của nó giống như kiểu là đang xem bộ phim hoạt hình ấy. Nó sẽ tấn công nha. Hunter Dragon sẽ tấn công cái con ma này trước. Còn ma cây. Ma cây này, một phát xuyên phá. Rồi, đẹp, còn 400 đúng không? Và dòng sấm sét sẽ giật cho cái con này Skeleton Wandering. Chết luôn. Bài này thật ra thì cũng dễ đánh. Mình cảm giác nó không khó đánh quá nhỉ. Yeah. Và tiếp mình sẽ đi ra kia và mua thêm một số bộ bài mới cho anh em. Mình mở thêm một cái gói pack nữa này. Ngon. Chúng ta sẽ được thêm một cái lá bài. Lá này sẽ tăng cho quái thú, hệ quái thú 300 sức tấn công và 300 sức phòng thủ. Cái bước đi gì đây ta? Nhân 2 là sao ta? Để mở cái hòm này đúng không? Cái con ma này mình cũng đang đi được khá là nhiều bước rồi đấy. Nhân 3 này. Cầy chăm chỉ sẽ được lá bài thôi. Thằng Bones sẽ lấy mấy cái chìa khóa ở đây để thực hiện nốt cái nhiệm vụ. Ok. Cái này không lấy được ta? Đây đây, được 50, thêm 50 đồng nữa. Đây nữa, mình sẽ lấy nốt chỗ này. Có ai mới không? Ở đây có thể đấu được mình không? Phía dưới bên này nữa. Xem quảng cáo à. Mình sẽ đấu với Mai này. Mai Valentine. Cấp 20. Nó sẽ có lá bài rồng Happy Lady. Có Amazon. Amazon Tiger. Effect, đều có effect hết tất cả cả. Wow, Amazon Swordman. Swordwoman. Wow. Thử đấu xem nào. Không chắc là ăn được cái con này cơ. Nó cấp 20. Bộ bài nó sức mạnh cấp 20. Thì nó sẽ dùng nhiều phép thuật. Cũng như là những cái lá bài bẫy biết mình. Tởm hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ rồng đối đầu với những chiến binh Amazon. Let's do. Do. Mình sẽ vẫn có Heretic thôi. Trước tiên mình sẽ dùng con Hunter trước này. Hunter Dragon ở thế tấn công. Tyrant Wing tấn công 2 lần.
Con này thì cũng không thể nào mà ra được. Enter. Xem nào. Xem mà My Valentine sẽ dùng lá gì đây. Sẽ úp một lá rồi. Set thêm một lá nữa. Có thể là bài kia sẽ là bài bẫy. Dễ lắm. Watten Dragon. Mình sẽ tấn công thử phát nhờ, để xem phải bài bẫy không. Không phải bài bẫy, Cloud Zombie rồi. Mình đã quá là chắc chắn quá. Ok. Chúng ta sẽ không thể triệu hồi nữa. Ở đây nó không có lượt thứ hai, lượt thứ ba gì cả. Không triệu hồi là không triệu hồi. Draw. Mình yên tâm hơn rồi đấy. Chúng ta sẽ triệu hồi ra Heretic nha. Heretic tấn công. Đều hai con 1700 tấn công cả. Butter nào, chiến đấu nào. Chúng ta tấn công lá bài úp. Happy Lady 3. Wow, hiệu ứng kìa anh em. Mình không quên, không nhìn hiệu ứng là cái gì ta. Đỡ đi để My Valentine này. Kết thúc rồi đi, Anton. Để lượt của ngươi đến rồi. Đánh đi. Nó sẽ set một lá bài. Vô vọng rồi, tuyệt vọng rồi. Bốc bài. Chúng ta sẽ được một cái Dragon Chisure. Tiếp tục là... con này thì có thể triệu hồi ra này. Ok. Con này thì mình có thể là mình sẽ tế nó lên và có thể là triệu hồi ra. Một con công 2800. Trước tiên mình sẽ chọn xem nào. Rồi mình sẽ triệu hồi con này ra đi. Ta sẽ tế hai lá bài. Hunter và Heretic để triệu hồi ra một con rồng. 2800 công. Nó sẽ có cái hiệu ứng sử dụng cái lá bài sơ tấn công ấy bằng cái số sao của quái thú nhân với 200. Sử dụng quái thú trong mộ ấy. Mình sẽ kích hoạt thêm hiệu ứng này. Kho báu của rồng tăng thêm 300 sơ tấn công nữa. Là lên thành 3100. Đến bây giờ mà dù sáng mắt xanh mà gặp con này thì cũng tắt điện thôi. Con rồng đẹp thật. Người nó như kiểu là làm bằng vàng ấy đúng không? Có một lớp vàng bên cạnh này. Kết thúc được đi. Chắc là thua rồi, không thể nào mà có thể đỡ được cái trận này rồi. Cho thân rồi, ơi, thua luôn. Không cần đánh. Ok. Chúng ta tấn công luôn này. Không cần phải triệu hồi ra nữa. Rồi công 3100. Wow. Thua rồi em ơi. You win. Một chiến thắng nó dễ dàng quá. Không quá khó khăn. Chúng ta lại chiến thắng thêm một trận nữa này. Ok. Được thêm là cái bài Amazon. Nó có một cái hiệu ứng khá ngon. Nó sẽ phá hủy lá bài spell card hoặc là trap card của đối phương. Ô, một lá bài gì nữa thì mình quên không xem rồi. Thật ra thì mình xem cách sắp xếp bài của những cái bài thủ trên thế giới ấy, để xem cái xu hướng của những cái meta hiện tại nó như thế nào, nó sẽ sắp xếp theo. Ok, cái gì là gì đấy? Mình tưởng mình chọn cái thằng Spooky ấy. Nhầm. Đây, ví dụ cho anh em xem nhá. Đây là cái sự sắp xếp của bài thủ trên thế giới này. Deck Editor này. Chúng ta sẽ vào phần không vào. Vào phần Deck Boss này. Đây là những cái bộ bài mà những người chơi đánh giá. Cái này nó sẽ 714. Ok, nó sẽ dùng lá bài gì đây? Thì mình sẽ xem bộ bài này xem như thế nào. Wow, Winger Dragon of Ra này. Sử dụng lá bài thần Ra để làm lá bài chủ đạo của cái bộ bài này. Nó sẽ liên quan đến những lá bài Ai Cập cổ đại. Anh em có thể tế toàn lá bài Ai Cập này. Venus này. Cái này Ra. Cũng là Ra. Đây nhiều cái con mắt gian tà ấy nhỉ. Thật sự rất là nhiều lá. Cái này điều khiển này. Tay cầm điều khiển trò chơi các thứ. Bộ bài này đã được đánh giá là cao nhất. Cái sắp xếp bài này của An Dư. Hầu hết đều là toàn dùng thần Ra để làm lá bài chủ đạo thôi. 714. Wow. Top red. Đây là top đánh giá. Đây, top red là đánh giá cao nhất đây. Của Kai 3 thì cũng thế thôi. Nhưng có thêm một số lá bài khá là lạ. Khá là bài khác. Thần Ra vẫn là chủ đạo. Mình hiện tại thì chưa có thần Ra. Nên mình sẽ... chắc mình phải đi mua thêm bộ bài nhỉ. Ok, chúng ta sẽ đi mua bài thôi. Vào cửa hàng cái. Có tiền đi mua bài. Nó đang sale mấy cái bộ Blader of Spirit các thứ đây. Graphic Origin. No 7.
ở đây mình có thể xem những cái bộ bài đây, bộ bài mình có bộ bài Hero Rising rồi, Legendary Wario, có khi mình mua bộ bài này nữa này, nó sẽ mua bằng cái 500 cái tiền này mình có, mà mình có tiền này rồi, toàn là ấy thôi, toàn là Wario thôi, của Jonachi toàn là Wario chiến binh thôi. Đẹp phết, cái con này đẹp phết này, Gin for the Legend 2600, wow, 3000 đấy. Battle War X Saber 1800, đẹp đấy. Để thì mình sẽ mua bộ bài này và tìm hiểu sau cho anh em nhá. Có khi tập sau mình sẽ làm về cái bộ bài này. Đây là bộ bài khởi đầu thôi. Structure deck này, anh em có thể xem nhá. Đấy, copy deck. Ok. Mình có thể copy deck cho Joy E. Rồi, copy to. Rồi, cho copy xong cái bộ bài. Ok. Hình như mình bỏ vừa bỏ qua thì phải. Ở đây mình có thể mua cái Blader of Spirit này bằng một pack. Mình đang muốn cái con Hero Neo Alios này để vào thêm bộ bài Hero của mình. Mình sẽ mua nó luôn. Ok. Mua thử một gói pack nào. Bây giờ mà xé pack đây. Quibone. Quibone này. Gói pack đây anh em. Xé thôi. Đẹp chưa? Wow. Đấy, bây giờ xé cắt luôn ra. Một bộ áo giáp và trang bị chắc là Samurai. Đây là The Six Samurai này. Cái lá gì vậy ta? Đều ba lá mới. Rồi thôi, mình mua một lá thôi. Mình hiện tại cứ mua một lá đi á. Chúng ta sẽ quay trở lại và làm nốt cái nhiệm vụ đi nhờ. Nhiệm vụ còn một đống đây. Chưa xong đây. Win 7 trận. Sử dụng 3 lá bài chắp cát. Win 7 trận đúng không? Mình sẽ tìm thêm đối thủ thôi để đấu thôi. Đâu rồi ta? Đâu thôi, thằng này nó Elite, thằng này nó cấp 10, cấp 3 hay cấp 10 nhỉ? Không nhìn rõ là cấp 3 hay cấp 10. Seto Kaiba sẽ đi đầu với David. Tung đồng xu nào. Chiến thôi. Nào, tiến lên nào. Mình sẽ có một quả bom, bom rồng ở đây. Phá hủy nó luôn. Khá là dị. Nó sẽ đi đấu trước tiên. Nó sẽ có một lá bài công 1100 mà. Hơi mệt. Đầu tiên mình có lá bài Hero trong ngày, nhìn nó củ chuối vãi. Thôi đánh tạm. Summon Hero lên. Tính sau đi. Từ từ nha. Ok, là tấn công thôi. Lên phát công 1800 này. Khá là dị hợm. Một bài rồng mà có Hero anh hùng ở đây. Anh hùng cưỡi rồng cũng được ấy. Enter này, kết thúc lượt đi rồi. Một trận đánh nhanh thắng nhanh thôi nhờ. Thằng này thì nó không quá khó. Tấn công à? Cái gì vậy? À, cái trình độ cấp 10 thì nó không biết phòng thủ. Mình biết là thế. Con Hunter. Ngon rồi. Triệu hồi Hunter Dragon ở dưới tấn công. Con rồng thợ săn. Và chúng ta sẽ trang bị lá bài kho báu của rồng cho con rồng Hunter. Hunter Dragon confirm này. Đến 2000. Tấn công tổng lực 1800 trước Hero. Đánh một phát này em ơi. Tiếp theo ta sẽ đánh một phát nữa. Tiến lên 2000 điểm gốc nữa. Ui, còn 600 kìa. Đáng phết đấy. Nào, kết thúc lượt đi. Lượt nó rút bài. Để xem nó sẽ là gì đây. Vẫn là thế tấn công. Còn 1100 mà thế tấn công thì tao cũng chịu mày luôn. Rút bài. Knight of Darkwoods. Kỵ sĩ bóng đêm. Còn 1800. Con này cũng không thuộc bộ bài rồng của mình. Nhưng mà thôi, mình cứ cho tạm vào thôi. Chúng ta sẽ kết thúc nó. Ôi giời ơi, chết luôn. Một phát. You win rồi. Ok, và mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Yu-Gi-Oh! Dueling. Và bye bye.